Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang đến gần. Giờ là lúc sĩ tử căng sức ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng cứ vào mùa thi, nhiều bạn học sinh rơi vào trạng thái tuột dốc về sức khỏe. Vậy làm sao để có được sức khỏe tốt, có thể ôn thi và làm bài thi tốt? Đó là điều mà các bậc phụ huynh cũng như các bạn thí sinh rất quan tâm. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe đời sống của Bộ Y tế. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, sâu năng lượng và tập trung cho việc học tập, trước tiên cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn không quá no hoặc bỏ bữa hoặc dồn hai bữa làm một. Ngoài những bữa chính, việc bổ sung thêm bữa ăn khuya, ăn giữa buổi khi sĩ tử phải thức học bài là điều rất nên làm. Các sĩ tử cần phải ăn đủ 3 bữa chính, kèm thêm 2 đến 3 bữa phụ hạn chế các thức ăn ngọt từ đường tinh như nước ngọt kẹo thức uống có đường đặc biệt không nên uống cà phê hay nước chè đặc để tỉnh táo bởi những thức uống này sẽ khiến huyết áp tăng lên tim đập nhanh làm bạn hồi hộp căng thẳng sẽ không tốt cho quá trình làm bài thi các bậc phụ huynh cần phải cân đối dinh dưỡng cho thí sinh. Trong thực đơn phải phân bố có đủ chất dinh dưỡng từ thịt, cá, nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua, rau, tô, củ, quả, hạt các loại, đặc biệt là tăng cường lượng rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bên cạnh cách ăn uống hợp lý và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trí não, sĩ tử cần phải lưu ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe thật tốt trong kỳ thi gần đến ngày thi các em không nên ăn các thức ăn lạ khó tiêu hóa hoặc những loại thức ăn đã từng gây rắc rối đối với bản thân trước đây nên tránh ăn thức ăn đường phố đến mức thấp nhất vì rất có thể các em sẽ bị ngộ độc Áp lực bài vở cộng với tâm lý lo lắng sẽ khiến nhiều em nghĩ rằng càng học nhiều càng tốt. Việc thức đêm triển miên, thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc dẫn tới tình trạng não luôn bị kích thích, làm việc liên tục, không hiệu quả. Khi chúng ta thấy mệt và buồn ngủ, đấy là tín hiệu báo bộ não cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Tốt nhất nên rời bàn học, chợp mắt khoảng 30 phút rồi học tiếp hoặc đi ngủ luôn nếu đã khuya. Không nên ép bộ não hoạt động quá mức, ngày hôm sau sẽ hoạt động không hiệu quả nên tuân thủ theo nhịp sinh học, đó là ngủ thỏa mãn theo nhu cầu, ngủ càng sớm càng tốt, ngủ sớm sẽ thức dậy sớm. Nếu thiếu ngủ, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, giảm tiết môn tăng trưởng, giảm ăn, ăn mất ngon, chậm tiêu, kéo dài sự kích thích vỏ não, dẫn tới suy nhược hệ thần kinh và toàn cơ thể, từ đó sẽ giảm năng suất học tập. Do vậy đảm bảo ngủ đủ 6 đến 8 tiếng một ngày, buổi tối nên học bài từ 7 giờ, ngủ trước lúc 23 giờ sáng dậy sớm lúc 5 giờ học bài, lúc này học rất hiệu quả, ngủ trưa từ 30 phút đến 1 tiếng. điều luôn được sĩ tử và các phụ huynh quan tâm là làm sao có tâm lý thật tốt bước vào kỳ thi bởi trong giai đoạn này bạn nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề việc đỗ đại học như một trọng trách trên vai đứng trước một bước ngoặt quan trọng như thế này các bạn thường bị áp lực căng thẳng thiếu tự tin vì thế được gia đình động viên ủng hộ áp lực vô hình này của các em sẽ được san sẻ phần nào giúp các em có tâm lý thật thoải mái tự tin không nên để những căng thẳng trong lòng để rồi tôi suy nghĩ luẩn quẩn sức dễ làm các em nổi nóng và trầm cảm chia sẻ những khúc mắc cá nhân những lo lắng mà bạn gặp phải sống lòng đón nhận sự quan tâm của bố mẹ bạn bè sẽ giúp bạn thoải mái tâm lý và tự tin hơn Hoạt động thể lực tuy không phải là thức ăn bổ não nhưng lại hết sức cần thiết vì giúp máu lưu thông tốt, mang oxy và dưỡng chất tới cho não nhiều hơn nên các em sẽ sáng trí hơn khi học tập. Bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung hoạt động liên tục trong vòng 45 phút, sau đó nó cần được nghỉ ngơi. Do vậy không phải cứ học liên tục là tốt mà cứ mỗi 45 phút nên nghỉ xài lao khoảng 10 phút. Thời gian nghỉ ngắn này có thể vận động bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi lại, đồng thời hít thở sâu để tăng lưu lượng máu lên não, giúp não thư giãn, nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.